Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến việc tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm tiếp tục đà tăng trưởng với mức tăng đạt 6,98%, con số kỷ lục trong 8 năm trở lại đây. Và nếu giữ được tốc độ tăng trưởng này thì GDP cả năm sẽ vượt mức 6,7%. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nền kinh tế còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng gia tăng, tạo áp lực lớn đến điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất, lạm phát và sản xuất trong nước. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chủ trì cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ tháng 9, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ cho biết, 9 tháng qua đã có 8 trên 12 chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018 đạt kết quả vượt chỉ tiêu và 4 trên 12 chỉ tiêu đạt. Trong đó, tổng sản phẩm trong nước GDP 9 tháng năm 2018 tăng 6,98%, là mức cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011 trở về đây. Nếu quý 4 vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan, khả năng tăng trưởng GDP cả năm 2018 hoàn toàn khả thi, đạt vượt mức 6,7% như mục tiêu đề ra. Với kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,5 đến 6,7% của năm 2018 do Quốc hội đề ra hầu như chắc chắn sẽ thực hiện được. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm sẽ đạt 6,84%. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng con số này sẽ ở mức cao hơn là 6,88%. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia cũng cho rằng tăng trưởng có thể nằm trong khoảng từ 6,83 đến 7,01%. Trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương mới đây, Ngân hàng Thế giới World Bank đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 lên 6,8% so với mức 6,5% trong dự báo hồi tháng 4 năm 2018. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6,9% cho năm 2018. Dù có kết quả tích cực, tuy nhiên nhiều chuyên gia nhìn nhận các trụ cột tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững như mô hình tăng trưởng chưa chuyển đổi rõ nét, chủ yếu dựa vào khai thác dầu khí, than, kiều hối và đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài. Chuyên sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đại diện doanh nghiệp này nhận định, khi sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm làm ra chủ yếu thực hiện thủ công. Vì vậy, nhân lực đóng vai trò rất lớn, hơn 50% trong các yếu tố cấu thành sản phẩm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp than phiền, năng suất lao động của người lao động hiện nay vẫn rất thấp, kém cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Thực sự, năng suất lao động chúng ta không cao. Thí dụ, ở một số nước khác người ta có thể một lao động, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ phải sử dụng tới 2-3 lao động. Nếu chúng ta muốn giảm lao động xuống thì chắc chắn là không đảm bảo được yêu cầu tiến độ sản xuất của mình. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có xu hướng suy giảm sớm, trong khi thu nhập bình quân đầu người vẫn còn ở mức rất thấp. Sự sụt giảm trong năng suất lao động là nguyên nhân làm giảm sút tăng trưởng GDP của Việt Nam. Trong khi đó, hiện nay tốc độ tăng năng suất lao động dù đã được cải thiện nhưng vẫn đang ở mức thấp. Mức chênh lệch giữa năng suất lao động Việt Nam và các nước trong khu vực gia tăng. Dù Việt Nam có cải thiện năng suất lao động nhưng vẫn chậm hơn Lào, Campuchia và Myanmar. Hiện tại, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm khoảng 56% lực lượng lao động, nhưng thực tế tỷ lệ lao động qua đào tạo bài bản đào tạo từ 3 tháng trở lên và có chứng chỉ công nhận kết quả chỉ đạt 22%. Số còn lại đào tạo theo kiểu cầm tay chỉ việc, truyền nghề, đào tạo ngắn hạn, nửa tháng đủ kỹ năng để người lao động đứng vào dây chuyền sản xuất đơn giản. Thì rõ ràng chúng ta mới thấy một điều là cái năng suất lao động chúng ta hiện nay là thấp. Năng suất lao động ta thấp. Các nhà tính toán về tiền lương họ cũng thừa nhận một điều là cái tốc độ tăng tiền lương nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Khi chúng ta hội nhập với cộng đồng kinh tế ASEAN có 10 quốc gia thì cái nguồn nhân lực chúng ta đứng thứ 3 trong 10 nước, nhưng cái năng suất lao động chúng ta thì ở cái chỉ số thấp. Chính cái điều này nó làm hạn chế cho cái sự phát triển của chúng ta, kể cả cái tăng tiền lương mà gặp nhiều ý kiến cứ phải bàn cãi và các doanh nghiệp rất lo âu cho việc này. Bên cạnh đó, kinh tế nước ta phụ thuộc vào FDI vẫn đang là yếu tố đáng quan ngại. Theo thống kê từ Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng đạt 178,91 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,07 tỷ đô la Mỹ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 127,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong lúc khối FDI chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu thì khối doanh nghiệp trong nước chủ yếu vẫn gia công, đáng quan ngại hơn khi đây là những ngành chủ lực. Mặc dù ngành chế biến chế tạo được xem là động lực tăng trưởng nhanh trong năm 2017, 14,5%, gấp 2 lần tốc độ tăng trưởng chung, đóng góp 9,4% vào tăng trưởng công nghiệp. Tuy nhiên, tính chất hoạt động vẫn mang hình dáng của những công xưởng gia công. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 14,5%, chủ yếu là do kết quả của các ngành gia công lắp ráp đạt tốc độ tăng trưởng cao, sản phẩm điện tử, máy tính, sản phẩm hóa học 32,7%, gấp 2,25 lần tốc độ tăng trưởng ngành chế biến chế tạo, lắp ráp TV 30,5%, gấp 2,1 lần, trong khi đó các ngành chế biến chế tạo từ nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đạt tốc độ tăng trưởng bằng 1/3 tốc độ tăng trưởng ngành chế biến chế tạo. Dự báo xuất khẩu dệt may năm 2018 có thể đạt 35 tỷ đô la Mỹ, nhưng ở thị trường trong nước, ngành đang có nguy cơ thua trên chính sân nhà khi xuất hiện nhiều thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ quốc tế như Zara, Uniqlo. Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng gia công, chưa hình thành rõ nét đặc sắc và tạo dựng được thương hiệu thời trang quốc gia Việt Nam. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện hơn 50% doanh nghiệp dệt may Việt Nam chủ yếu vẫn gia công. Ngành dệt may hiện nay thì cái khâu đang rất yếu, đó là khâu đầu tư vào thượng nguồn, khâu sợi, khâu dệt, nhuộm hoàn tất. Chúng ta mạnh về khâu gia công xuất khẩu. Năm 2018 được coi là năm bản lề cho phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong đó, kết quả cổ phần hóa được đánh giá như một thay đổi quan trọng cả về chất và lượng đối với khối doanh nghiệp nhà nước, tạo thêm nhiều động lực phát triển mới, nâng sức cạnh tranh kinh tế theo hướng thị trường. Tuy nhiên, tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ với các bộ ngành địa phương cho thấy, từ đầu năm đến nay số lượng doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa không nhiều, nội lực của doanh nghiệp và quyết tâm của người đứng đầu vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thưa quý vị, không chỉ khó khăn đến từ nội tại, nền kinh tế Việt Nam cũng đã và đang chịu tác động kinh tế thế giới đã và đang diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt căng thẳng thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang đã và đang tác động đến bất lợi kinh tế cho nước ta. Hiện ASEAN là thị trường nhập khẩu thép lớn nhất tại Việt Nam, chiếm tới 57% sản lượng, 53% giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành thép. Khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra, ngoài sức ép cạnh tranh cho xuất khẩu, thì thép Trung Quốc không xuất được sang Mỹ, đang tìm đường vào các thị trường lân cận, trong đó có Việt Nam, cũng đang gây áp lực không nhỏ cho ngành sản xuất thép trong nước. Ngành thép Việt Nam cũng bị ảnh hưởng trong cái việc họ điều tra các cái xuất xứ có phải là từ Trung Quốc hay không. Chính vì thế mà các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay khi xuất khẩu sang Mỹ là rất khó khăn. Thì cái khu vực đó, thị trường xuất khẩu sang Mỹ bị giới hạn trở lại thì cái phần thép đó nó cũng quay trở lại thị trường Việt Nam và cũng làm căng thẳng thêm cái tình hình cạnh tranh, cái tình hình dư thừa ở trong nước. Ngành thép là một trong nhiều ngành đã và đang chịu tác động bất lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo các chuyên gia, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng gia tăng có thể sẽ tạo nên làn sóng khiến hàng hóa của Trung Quốc ồ ạt nhập vào Việt Nam sau khi hàng của Trung Quốc không thể xuất sang Mỹ được nhiều như trước đây. Ngoài ra, một phần hàng hóa của Trung Quốc lẽ ra để xuất khẩu trước áp lực về thuế của Mỹ sẽ buộc phải tiêu dùng trong nội địa Trung Quốc, nên xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này cũng có thể sẽ gặp khó khăn hơn. Chúng ta cũng cần cân nhắc thêm cái khả năng là Trung Quốc có những cái phản ứng tiêu cực khi mà cái cán cân thương mại của Mỹ bị ảnh hưởng. Hàng hóa của Trung Quốc khó vào thị trường Bắc Mỹ và khi đó cái cán cân thương mại của Mỹ xấu đi thì hàng hóa của Trung Quốc vào thị trường Bắc Mỹ xấu đi thì Trung Quốc có thể cân nhắc tới các biện pháp phòng hộ thương mại ngay cả đối với cái những nước láng giềng như Việt Nam để hạn chế cái nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái nguy cơ chúng ta cần tính đến. Đáng quan ngại hơn, việc hàng Trung Quốc chuyển tải qua Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ nhằm tránh thuế trừng phạt. Và nếu không được kiểm soát và ngăn chặn cũng có thể trở thành cớ để Hoa Kỳ trừng phạt Việt Nam. Cái động lực gọi là transshipment, tức là hàng Trung Quốc vì vào Hoa Kỳ bị thuế suất cao nên là chuyển sang Việt Nam, dán nhãn mác Việt Nam để xuất sang Mỹ. Và nếu như vậy thì thực ra là nó có một cái mối nguy hiểm là Việt Nam trở thành, nếu như mà bị điều tra phát hiện thì có thể là bị trừng phạt. Thì cái đấy về mặt điều hành chính sách là chúng ta phải cân nhắc. Đấy, trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta phải dựa vào xuất khẩu, nhưng mà chúng ta không nên trở thành một cái điểm để mà cái trào lưu bảo hộ. Hiện nay người ta chưa chú ý đến Việt Nam nhiều như các nước khác thì hãy để người ta cứ tiếp tục như vậy.
thì đấy là để tránh cái rủi ro nếu như chiến tranh thương mại leo thang nó ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam và ảnh hưởng đến tăng trưởng. Những tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cũng là lý do khiến Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống 6,9% so với dự báo trước đó 7,1%. Nếu căng thẳng thương mại leo thang trên toàn thế giới gây tác động đáng kể đến thương mại toàn cầu và phá vỡ mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam sẽ bị tác động xấu. Những diễn biến như vậy không chỉ ảnh hưởng đến triển vọng xuất khẩu mà còn kìm hãm FDI. Tình hình biến động gia tăng trên thị trường tài chính quốc tế cũng là một rủi ro tiêu cực khác. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, khi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2018, nhiều đại biểu cho rằng Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, trong khi đó Trung Quốc và Mỹ đều là các đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Do đó, căng thẳng Mỹ-Trung sẽ có nhiều tác động bất lợi hơn là thuận lợi. Trong những thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta 9 tháng đầu năm, không chỉ các trụ cột tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động của nền kinh tế thế giới, mà nhiều rào cản trong chính sách tăng trưởng kinh tế cũng là một trong những yếu tố đáng quan ngại. Là doanh nghiệp chuyên cung cấp các ứng dụng blockchain vào sản xuất, kinh doanh và các ngành nghề, đại diện doanh nghiệp này nhận định, blockchain là công nghệ hàng đầu rất cần thiết và khắc phục được nhiều hạn chế của các ngành kinh tế chủ lực nước ta như nông nghiệp, thực phẩm và dược phẩm. Tuy nhiên, hiện nay chính sách pháp luật của nước ta đang đi chậm hơn với sự phát triển của công nghệ, chưa có khung pháp lý cho blockchain. Đấy, là khi tôi làm việc với bên các anh ở bên y tế đấy, thì cũng có một cái vấn đề là khi mà thảo luận, nhiều buổi thảo luận rồi thì thấy công nghệ này quá tốt để cho phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế. Rồi chuẩn hóa cho kiểm chuẩn, cho xét nghiệm vân vân thì cực kỳ là tốt. Đấy là nhận định của các thầy. Nhưng mà cũng đưa ra, các thầy cũng đưa ra vấn đề là từ trước đến giờ đấy là cái bệnh án, cái dữ liệu của bệnh án đấy là cái đơn vị nào khám, đơn vị đấy phải chịu trách nhiệm bảo mật cái thông tin đó. Nhưng mà khi đưa blockchain thì cái quyền đấy nó không phải là thuộc về đơn vị mà cung ứng dịch vụ mà nó thuộc về chính khách hàng. Khách hàng sẽ làm chủ cái bệnh án đó. Thì như vậy là chắc chắn là phải đưa ra họp trong ngành, rồi ngành đề xuất ra đưa ra Quốc hội để họp về vấn đề điều chỉnh cái luật hoặc là đưa những luật mới vào phục vụ cho cái công nghệ mới. Câu chuyện không thể không kể đến là những hạn chế trong chính sách BOT. Cụ thể, hiện nay BOT có vai trò quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Đối tác Công tư, hiện nay pháp luật về BOT còn nhiều bất cập, đang có sự chồng chéo giữa các cơ quan. Khi chúng ta mới xử lý nghị định, trong lúc đấy cái PPP thì nó chịu sự điều chỉnh của rất nhiều luật, và chúng tôi đã thống kê khoảng 11 luật, khoảng 28 nghị định và rất rất nhiều thông tư. Và sự chồng chéo, có những cái vấn đề thì rất nhiều luật điều chỉnh và mỗi luật điều chỉnh cách khác nhau. Có những vấn đề thì không có luật nào điều chỉnh. Môi trường kinh doanh nước ta vẫn tồn tại những nút thắt lớn, điển hình doanh nghiệp vẫn than phiền về những khoản bôi trơn, chi phí bất hợp lý dù việc thực hiện thủ tục điện tử đã được đẩy mạnh. Lệ phí gọi là tế nhị lệ phí. Bây giờ là hải quan cũng thuế cũng bắt đầu là trên thực hiện các việc kê khai trên mạng, nhưng mà việc đó vẫn chưa làm được. Và thứ ba nữa là các phí cầu đường, các lệ phí ở các cảng và các phí của hãng tàu, thực sự là những cái gọi là đòi hỏi nhỏ của hải quan mà ảnh hưởng, ví dụ như là một cái tế nhị phí đó 1 triệu thôi nhưng có thể ảnh hưởng 500 triệu đến với một của nhà sản xuất. Theo Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2018, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 23.053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6%, và 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%. Để có cái nhìn khách quan về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2018 và triển vọng năm 2019, phóng viên truyền hình VTV đã có cuộc trao đổi với ông Sudhir Shetty, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới, phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Morning, I'm Ling from VTV.
Xin chào và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Câu hỏi đầu tiên mà tôi rất băn khoăn và muốn hỏi ông. Trong báo cáo hồi tháng 4 năm nay, World Bank có dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 là 6,5%. Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất hồi đầu tháng 10 này, World Bank đã nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay là 6,8%. Tuy nhiên, như ông đã biết, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì đang gia tăng và có thể sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Vậy ông có thể giải thích vì sao World Bank vẫn dự báo tăng trưởng cho Việt Nam tăng lên? Điều đầu tiên mà tôi muốn khẳng định lại một lần nữa, đó là nền kinh tế Việt Nam đã có những thể hiện khá tốt. Việt Nam đã có những tăng trưởng ấn tượng trong những tháng qua, đặc biệt là có được đà tăng trưởng từ nửa cuối năm 2017, kéo sang những tháng đầu năm 2018. Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay là 6,8% và sẽ giảm một chút vào năm tới, xuống mức 6,6% cho năm 2019. Chủ yếu là do sức cầu trên toàn cầu dự kiến chững lại theo chu kỳ và những dự báo này có được dựa trên những số liệu thực tế của năm nay. Còn dự báo hồi tháng 4 là khi chúng tôi chưa có những con số phát triển cụ thể. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý đó là kịch bản cơ sở dự báo Việt Nam tiếp tục tiến triển như những tháng qua nên tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở con số 6,8% trong năm. Hay có thể hiểu là còn một biên độ dự báo và có dữ liệu để nhận định nền kinh tế Việt Nam có thể đạt được con số 6,8%, nhưng không có nghĩa tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới. Còn về việc căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc như bạn đã đề cập, tôi đồng ý là căng thẳng này có thể sẽ gia tăng. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn thuần là thách thức, mà đôi khi còn mang đến một số lợi thế nhất định cho Việt Nam. Và nếu Việt Nam tận dụng được những cơ hội đó, thì lại hoàn toàn tốt. Ông có thể phân tích những thách thức chủ yếu cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2018 và các năm sau? Một trong những việc quan trọng nhất mà Việt Nam cần lưu ý đó là cần phải duy trì được sự ổn định của kinh tế vĩ mô. Một trong những vấn đề tiếp theo cũng đã được đề cập trước đó là vấn đề nợ công. Cần phải kiểm soát được thật tốt vấn đề nợ công. Bên cạnh đó, cho dù triển vọng trước mắt được cải thiện, nhưng rủi ro vẫn ở mức cao. Trong nước, tiến trình tái cơ cấu khu vực ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước chậm lại có thể tác động bất lợi đến tình hình tài chính vĩ mô. Cùng với đó, lạm phát có dấu hiệu tăng lên. Mặc dù lạm phát vẫn xoay quanh mức 4%, nhưng với điều kiện chính sách tiền tệ được thắt chặt phần nào nhằm đối phó với áp lực giá phát sinh do áp lực về giá đầu vào trong nước và tăng giá trên toàn cầu. Còn đối với những thách thức từ bên ngoài, đó là chủ nghĩa bảo hộ leo thang, bất định địa chính trị trong khu vực và toàn cầu tăng lên. Vậy theo World Bank, các phương án chính sách cho khu vực, đặc biệt là cho Việt Nam, nhằm tăng cường khả năng chống chịu và đối phó với môi trường kém thuận lợi bên ngoài là gì? Thông điệp mà chúng tôi muốn đưa ra đó là Việt Nam cần phải chú ý đến việc tiếp tục mở cửa cho thương mại và đầu tư nước ngoài. Bởi vì tôi cũng xin nhấn lại một lần nữa những gì mà Việt Nam đã làm được trong những năm qua. Việt Nam đã có những thành quả đáng kể trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Và Việt Nam cũng đã có những thể hiện khá tốt trong xuất khẩu. Bên cạnh đó, còn phải kể đến hàng loạt hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với Việt Nam đã được ký kết hoặc đang đàm phán. Trong đó có những hiệp định với những đối tác quan trọng như Liên minh châu Âu EU trong hiệp định EVFTA sẽ góp phần làm cho xuất khẩu của Việt Nam có được cơ hội khởi sắc hơn nữa. Về chính sách tài khoá, mục tiêu tiếp tục giảm bội chi đòi hỏi phải có một chiến lược tổng thể nhằm nâng cao hiệu suất chi tiêu và duy trì bền vững tiềm năng thu trong trung hạn. Bên cạnh đó, chính sách kinh tế vĩ mô cần cẩn trọng, chú trọng vào cải cách cơ cấu sâu rộng, bao gồm cả những cải cách pháp quy nhằm xóa bỏ rào cản và giảm chi phí hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân. Việt Nam cũng cần tiếp tục các chính sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng chất lượng cao. Bên cạnh đó, cũng rất cần các biện pháp giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do biến đổi khí hậu, vì Việt Nam có rất nhiều vùng dễ bị tổn thất với các cú sốc thiên tai. Một lần nữa, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.